Kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái khu đến đây ăn uống cà phê, ngắm cảnh thật là tuyệt vời, đó là Hòn Rù Rì. Hòn Rù Rì này nằm ở bãi trước nha các bạn, trên đường Trần Phú. Các bạn vào đây các bạn có thể thưởng thức những món hải sản nè, rồi uống cà phê, ngắm biển. Và xung quanh Hòn Rù Rì thì đối diện ở bên đường thì các bạn thấy khu di tích lịch sử văn hóa Bạch Vinh, rồi có cà phê Bạch Vinh nè. Gần bên đó thì có cái viện bảo tàng vũ khí cổ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bên trong xem nha. Vào đây các bạn chụp ảnh rất là tuyệt vời đó. Đây, rồi các bạn thấy cáp treo nè, những cái thùng đó là cáp treo á, đưa khách lên xuống hồ mây tham quan. Trên hồ mây cũng có rất nhiều trò chơi nha các bạn. Tối cuối tuần thì có nhạc nước. Buổi tối các bạn ở trên đó sẽ ngắm cảnh thành phố rất là đẹp. Rồi ở tại Hòn Rù Rì này thì các bạn có thể thấy bến tàu cao tốc nè, đi Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Trước là bến tàu ở bến Cầu Đá, bây giờ về về đây rồi. Như vậy các bạn vào đây là thấy rất là thích hợp ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy vào bên trong nè. Hôm nay cuối tuần cho nên khách cũng đông ha. Ô tô quá trời luôn. Đấy, ở bên phải chúng ta là bãi giữ xe nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy cái dòng chữ chào nè, hồ mây bác nè. Rồi ta qua bên phải thì vào nhà hàng cà phê ha. Rồi chúng ta đi qua bên đây. Người ta trang trí hoa đẹp quá chừng luôn nè. Đây có quán cà phê Rù Rì. Buổi sáng bên nhà hàng đông nghẹt người luôn, các bạn thấy chưa? Nhưng đó nhà hàng á, bây giờ mọi người đang ăn sáng. Ngồi ăn sáng ở đây thật là tuyệt vời ha. Ngắm cảnh biển rất là đẹp. Đây là Hòn Rù Rì nè, có cái tượng đôi nam nữ. Mọi người ra đây chụp ảnh rất là nhiều. Lát nữa mình ra bên đó cho các bạn xem nha. Mình đang ở đứng xa nên nhìn không rõ. Rồi bây giờ mình đi vòng qua chỗ quán cà phê rồi mới xuống cái chỗ Hòn Rù Rì được. Mọi người ra đây chụp ảnh quá chừng luôn nè. Đây là khách du lịch đó các bạn. Nhớ là đây rất là nguy hiểm mà. Người ta cũng đặt cảnh báo nè, có cái biển báo. Nên các bạn đi leo ra các bạn phải cẩn thận, dễ bị trượt đá đó. Đẹp mê ly luôn các bạn ạ. Đẹp quá. Xuống đây ta có thể chụp cái cảnh biển mà thấy được một cái góc thành phố bên kia. Trời hôm nay hơi có những đám mây đen nên bầu trời không được đẹp lắm. Đây mọi người ra đây chụp ảnh. Đây là bức tượng đôi nam nữ. Chụp ảnh vui quá ha.
đây mình cũng không dám di chuyển nhiều luôn á, sợ quá. Đá rất là trơn nha các bạn, mình đi trên đá nó khó đi cho nên là màn hình nó cũng hơi rung rung, các bạn thông cảm nha. Rồi mình đi lên trên cao nữa nè. Hôm nay lục bình nó trôi vào biển nhiều lắm nha các bạn, nên nó cũng không có được sạch lắm. Mọi người đang tạo dáng rất là vui. Ở bên kia bác, các bạn nhìn thấy là khu vực bãi dứa đó, nối từ bãi trước qua bãi dứa nha. Trong quán cà phê này các bạn có thể ngồi uống cà phê ăn sáng ở đây luôn nha các bạn. Giờ này thì cũng còn sớm, mọi người ăn sáng chưa xong cho nên là cũng ngoài chụp ảnh này cũng chưa có đông, chứ một lát nữa thì các bạn sẽ chen chân lên, nó không có chỗ để đứng chụp luôn. Đây có một tảng đá khắc tên là Hòn Rù Rì nè. Đây là các chị rất là vui ha, tạo dáng đủ kiểu luôn để chụp nè. Đây có trong này có khu nhà hàng tiệc cưới luôn nha các bạn. Treo hôm nay cũng hoạt động chắc cũng hết công suất á, vì cuối tuần của mùa hè nữa, đông lắm. Rồi các bạn xem lại toàn cảnh khu ẩm thực Rù Rì một lần nữa nha. Rồi từ ngồi trong quán cà phê Hòn Rù Rì, các bạn sẽ ngắm ra biển, cảnh biển nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nhớ đi Vũng Tàu thì ghé đây để chụp ảnh nha. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.